Rồi ok, hello anh em, chào mừng tất cả các em quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì trong khoảng thời gian offline là tôi cũng đã làm được khá là nhiều chuyện này anh em ạ. Thứ nhất đấy là tôi đã xây được một cái đường đi ở xung quanh cái hồ. Đó, thế là trông nó khá là tự nhiên anh em ạ, khá là đẹp anh em nhá. Và thứ hai ấy, đó là tôi đã xây được một cái đường màu vàng, nó nối giữa cái làng của tôi tới cổng nấm anh em ạ. Đó. Thứ ba ấy, đó là nếu mà anh em còn nhớ ấy, là xung quanh cái làng của tôi nó có mấy cái hố nước, nó cái lỗ chỗ ấy đúng không? Đó. Và trông nó chả đẹp tí nào. Vậy nè, tôi đã lấp hết bọn nó đi rồi anh em ạ. Thế nên là bây giờ xung quanh nhà tôi trông nó rất là nuột nà này anh em ạ. Đó. Không có một cái lỗ nào luôn. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn anh em ạ. Wow, wow anh em ạ, nó có vẻ tôi gặp may mắn rồi. Anh thương chân này là anh ấy đổi vỏ ốc anh em ạ. Khá là may mắn đấy, bởi vì là vỏ ốc này là sau này rất là quan trọng anh em nhá. Sau này chúng ta sẽ dùng vỏ ốc này kết hợp với trái tim của biển cả để làm ra một cái nó cực kỳ là bá đạo anh em ạ. Đấy. Mà thật sự ấy là cái vỏ ốc này nó cực kỳ hiếm anh em nhá. Chúng ta chỉ có được nó bằng cách là chúng ta giết bọn xác sống dưới nước đấy anh em ạ. Ok các em ạ, thì giờ tôi sẽ về nhà và tôi sẽ mang theo ngọc lục bảo qua đây để đổi với anh thương nhân này các em ạ. Và tôi cũng sẽ chuẩn bị đồ luôn. Ok, thì hôm nay ấy tôi sẽ xây một ngôi nhà hình chú cáo cực kỳ dễ thương anh em ạ. Và đây chính là chú cáo xương của tôi anh em nhé. Thì nếu mà anh em nào mà đã xem tôi từ lâu ấy, chắc chắn là anh em sẽ biết đến chú cáo xương của tôi. Nó là cái series hardcore hồi trước của tôi đấy. Ok anh em ạ, thì là cái lúc mà tôi chẳng may mà tôi chết ở cái quả hardcore đấy ấy, là thật sự là tôi rất là nhớ bé cáo xương. À, ngày hôm nay đã sau rất là nhiều năm tháng rồi, tôi sẽ xây một căn nhà chú cáo xương anh em ạ. Ok, bây giờ tôi về nhà chuẩn bị đồ thôi. Ok anh em ạ, thì tôi đã mang khá là nhiều ngọc lục bảo tới ở đây. Trời tối luôn rồi ạ. Đâu rồi? À, đúng rồi. Thì bây giờ thằng thương nhân thiếu đang tàng hình đây anh em ạ. Đây này. Trốn đâu? À, nào. Rồi, đổi càng nhiều càng tốt anh em ạ. Đổi hết ngọc của tôi luôn. Ơ. Ok anh em ạ, thật sự tôi không hiểu tại sao mà nó chỉ đổi cho tôi có mỗi 5 cái anh em ạ. Thế nhưng mà thật sự là mình cần phải có 8 cái vỏ ốc anh vũ cơ. Thế nhưng mà nó đổi cho tôi có mỗi 5 cái này. Thế từ từ để chắc là tôi đi ngủ cái các em ạ. Không biết là tôi đi ngủ thì sáng mai thì nó có đổi mới cho tôi không. Thật sự là tôi mong là nó đổi cho tôi thêm anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi đã xuống thì vào tôi kiểm tra thử anh em ạ. Anh ơi, anh ơi, cho anh cho em thêm cái vỏ ốc đi anh ơi. Ôi không rồi các em ạ. Thằng này nó chỉ cho tôi có 5 vỏ thôi. Anh phải cho em thêm chứ, anh cho này thì em không đủ đổ vỏ đâu. Nó có vẻ là thằng này sang ngày mới thì nó cũng không có đổi lại cái danh sách của nó anh em ạ. Thôi kệ ở đi anh em ạ. Thằng này nó chui trên nhà tôi trốn này. Ô, anh này là dân làng đầu tiên của tôi anh em ạ. Đấy. À, điệu nhảy vừa nãy là điệu nhảy ăn mừng của anh ấy đây anh em. Ok anh em ạ, thì giờ tôi sẽ về nhà và tôi chuẩn bị đồ. Sau đó chúng ta cùng quay lại đây và xây căn nhà chú cáo xương anh em nhé. Ok anh em ạ, thì sau một khoảng thời gian khá là lâu thì cuối cùng tôi cũng đã chuẩn bị xong hết đồ rồi. Và tôi quyết định là tôi sẽ xây căn nhà bé cáo xương của tôi ở đây. Đây, cái làng của tôi thì nó ở đằng sau anh em ạ. À, và tôi cũng đã xây luôn cái hình rồi anh em ạ. Cái hình này là chút nữa chúng ta xây căn nhà là chúng ta phải xây bám theo cái hình này anh em nhé. Thì là tôi đã xây nó bằng đá cuội và đất thô đấy, để cho anh em dễ đếm đấy anh em ạ. Đây thì là cái hình chữ nhật này này, nó chính là cái đầu con cáo. Cái phần này này, nó chính là cái thân con cáo. Ok, thế còn phần này này thì chính là cái đuôi con cáo anh em nhé. Rồi, thế chúng ta cùng xuống mà xây thôi anh em ạ. Thì đây là toàn bộ cái số đồ mà tôi sẽ cần để có thể xây được căn nhà bé cáo xương đây anh em. Ok anh em ạ, thì nếu mà anh em mà muốn xem rõ từng số lượng một và tên của từng cái này một ấy, thì anh em hãy xuống phần mô tả anh em nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu vào xây thôi anh em ạ. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ dùng bê tông cam. Ok anh em ạ, thì đầu tiên chúng ta sẽ xây cái đầu cáo trước nhá. Thì là cái đầu cáo ấy, nó cũng đơn giản lắm. Cái đầu cáo chính là cái hình chữ nhật này này. Đó. Và cái hình chữ nhật này này là hình chữ nhật 6 x 8 anh em nhé. Mình cứ thế mình xây nó lên cao 6 block rồi anh em ạ. 1, 2, 3. Đó. Thì từ từ 3 block đó anh em ạ. Sau còn đó chốc nữa là thêm 3 block nữa sau, đúng không? Ôi anh em ơi, hình như ở đây là một thằng thương nhân mới đúng không? Ôi thì nói chung là thằng này thì nó cũng đổi toàn mấy cái vớ va vẩn thôi anh em ạ. Thì nói chung là tôi cũng chả cần đâu. Thằng này mà nó mà đổi cái vỏ ốc nó này ngon vậy. Tôi kệ ở đây anh em ạ. Ok anh em, thì là tôi đã xong được 3 block rồi đấy. Thì bây giờ tôi sẽ xây cao thêm 3 block nữa là được. Ok anh em ạ, xong rồi đấy. Thì bây giờ là mình xây cái mái vào được anh em ạ. Thì mình cứ lắp mái này thôi. Rồi rồi anh em ơi. Xong rồi đấy. Từ từ để tôi đi ngủ cái đã anh em ạ. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ xây cho em có một cái mũi. Thì thực ra là nó đơn giản lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ đứng ở cái phía đuôi nhá. Đây, cái đầu đây đúng không? Thì là cái đuôi đây đúng không? Đó. Thì anh em sẽ từ ngoài cùng này, sau anh em sẽ dịch qua đây 2 ô nhá. Đó, thì bỏ 2 ô này ra. Xong xây 4 ô, 1 này là 2 này, 3, 4, ok chưa? Xong anh em sẽ xây dài nó ra 3 ô. Phá cái này đi. Đó. Ok chưa? Xong rồi thì mình sẽ xây thêm một tầng nữa cũng y hệt như vậy anh em ạ. Rồi anh em ạ. Ngon ngay. Ok anh em ạ, nó sau khi mà xong cái này nhá, là bây giờ chúng ta sẽ dùng tới bê tông trắng anh em ạ. Bởi vì là con cáo là nó vừa màu cam mà nó vừa màu trắng mà, đúng không? Đó. Nào, bê tông trắng của tôi đâu? Đây rồi. Ok thì chúng ta sẽ xây cái này anh em ạ. Chúng ta sẽ từ bên cạnh nhá. Và chúng ta phá đi 3 ô anh em ạ. 1 này, 2, 3. Đấy, ok chưa? Từ từ tôi vào tôi nhặt cái này đã anh em ạ. Rồi, từ từ xây lại cái. Rồi, xong bây giờ chúng ta đặt bê tông trắng rồi. Đấy, 3 cái. Ok anh em ạ, mình cứ vậy mình bao xung quanh cả chiếc mũi được anh em ạ. Rồi ok anh em, xong rồi đấy. Ok anh em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tới bê tông đen để làm cái lỗ mũi anh em nhé. Đây, đơn giản là anh em phá 2 cái ổ đi. Đấy, xong đặt bê tông đen vào. Đấy, ngon ngay anh em ạ. Xong người ta sẽ làm luôn cái mắt anh em nhé. Ok thì là cái mắt thì chúng ta sẽ làm ở chỗ này này. Chúng ta sẽ làm ở tầng thứ 3. Ok chưa? Đó. Xong rồi đặt 2 cái bê tông đen qua. Đấy. Mình làm tương tự với cái bên này luôn anh em ạ. Ok nhá. Thế nhưng mà cái mắt thế này trông nó vẫn hơi thiếu thiếu đúng không? Ok anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tới đất nung cam anh em ạ. Đây. Chúng ta sẽ dùng nó để làm cho cái mắt to đẹp hơn. Thì nói chung là nó cũng hay lắm. Đây. Phá đi 2 cục ở bên trên cái mắt. Ok chưa? Xong sau đó là đặt 2 cục đất nung cam vào anh em ạ. Đó. Mình làm tương tự như vậy với quên này luôn anh em ạ. Đấy, ngon ngay anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải dùng đến thảm cam anh em nhé. Ok anh em, thì chúng ta sẽ trang trí cái thảm cam cái này anh em nhé. Ok anh em ạ, thì giờ tôi sẽ trèo lên và tôi làm cái tai cho nó. Ok anh em, thì bây giờ chúng ta sẽ cần dùng tới 2 cục đất nung trắng rồi anh em ạ. Đây. Ok anh em, thì bây giờ thì chúng ta sẽ xây cái tai nói này anh em nhé. Đây. Ok chưa? Và cục ở đây. sẽ là một cục đất nung anh em ạ. Đó. Và chúng ta làm tương tự như vậy về cái bên này thôi. Đấy. Ok. Thế là mình xong cái tay rồi đấy anh em ạ. Sau khi mình xong rồi ấy, là bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái thảm đen. Thảm đen rồi mình đặt lên bên trên cái tay được anh em ạ. Rồi anh em ơi. Rồi đấy. Quá đẹp rồi anh em ạ. Đó. Như vậy là chúng ta chính thức xong cái đầu rồi đấy anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tới cái phần thân anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ mà để xây được cái phần thân ấy thì chúng ta sẽ xây cho nó cao 4 block anh em nhé. Đơn giản lắm anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 à, đây, 4 à. Xong rồi đó là mình cứ xây vậy được anh em ạ. Rồi anh em ơi. Rồi đấy. Sau khi xong cái này ấy, thì bây giờ thì mình sẽ xây cái mái vào được anh em ạ. Nói anh em ơi. Ok anh em ạ, thì sau khi mà anh em xong cái này là bây giờ là anh em sẽ dùng tới thủy tinh được nhuộm cam anh em nhé. Thì anh em sẽ làm cái phần cửa sổ anh em ạ. Phần cửa sổ là chúng ta làm cái này anh em nhé. Chúng ta sẽ đứng ở đây này. Thì và chúng ta dịch qua hai ô. Đây, ok chưa? Ok anh em ạ, thì chúng ta sẽ làm một hình chữ nhật 2x4 anh em nhá. Đây, đó, phá đi thôi. Rồi. Xong đó là mình sẽ lắp kính vào anh em ạ. Đó, đẹp ngay rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tới cái đuôi cho con cáo anh em nhá. Ok, thì thực ra là xây cái đuôi thì nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Thì chúng ta đã xây này này. Ok anh em ạ, thì xong đó là chúng ta sẽ đặt nốt 5 cái khối bê tông trắng cuối cùng là chỗ này này. À, đặt nó ở các cái góc, ok chưa? Và đặt nó ở bên dưới này. Đấy. Ở đây. Đây chứ anh em ạ. Ok, thì xong đó là chúng ta sẽ dùng tới những khối bê tông cam. Xong rồi đó chúng ta xây cao lên 3 block này. Ok chưa? Đấy. Và mình sẽ cứ xây như vậy thôi anh em ạ. Ok anh em ạ. Thì là hiện tại là tôi đã hết bê tông cam rồi. Nhưng mà anh em đừng lo, là bởi vì là tôi tính hết rồi anh em ạ. Chút nữa ấy, chúng ta sẽ có xây một cái đường ở đây này. Thế nên là chúng ta sẽ có phá cái chỗ này đi. Đó. Thì chốc nữa ấy, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành rồi ấy, thì là chúng ta sẽ không giữ lại các đoạn này đâu anh em ạ. Đấy, bởi vì chốc nữa chỗ này sẽ là cái đường đi đấy anh em. Phá luôn. Thế là giờ là tôi lại có thêm bê tông cam rồi. Ok anh em ạ. Đấy, thì mình xây nốt thôi anh em ạ. Rồi đấy. Quá ngon rồi. Xong bây giờ là mình xây thêm cái mái vào được. Quái nào mà tôi lại bị thiếu mất một cái bê tông cam anh em ạ. Buồn cười. Buồn cười anh em nhỉ. Nhưng mà anh em đừng lo. Thực ra tôi thừa đấy. Đây này. Chút nữa ấy, chúng ta sẽ phá đi hai chỗ này. Là để chúng ta đặt cái đèn anh em ạ. Đấy. Giờ tôi lại có rồi. Đấy, mình xây nốt rồi được anh em ạ. Đấy. Ok nhá. Ngon rồi anh em ạ. Thực ra là mình cần phải làm một cái đường bằng bê tông cam ở chỗ này nữa cơ anh em ạ. Thế nhưng mà thế quái nào mà tôi lại không đủ nhỉ. Nó có vẻ là tôi chuẩn bị thiếu đồ rồi anh em ạ. Mà thôi kệ đi anh em ạ, không sao đâu. Ở đây anh em ơi. Thì chúng ta sẽ phá đi cái đường này nữa này. Đó. Mà nói chung là có vẻ là tôi vẫn thiếu anh em ạ. À, không sao đâu, chốc thì tôi về tôi mang thêm ra. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cửa và đặt nút. Ok anh em ạ, thì là cái lối vào là mình sẽ vào bằng cái đuôi của nó anh em ạ. Đây. À, ôi, Nhầm rồi anh em ạ. Thế này chứ. Rồi. Ơ what? Sao ấy vậy? À đấy, đây này. Đó. Thế này mới đúng anh em ạ. Rồi. Có vẻ là chúng ta đã xong được cái phần bên ngoài rồi đấy. Á, có đẹp không anh em? Khá là dễ thương thôi anh em nhỉ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tới phần bên trong anh em nhá. Ok anh ạ, thật sự là tôi thấy cái chỗ này nó hở này, nó không an toàn nào ấy. Nên là tôi đã về nhà và tôi làm thêm bê tông cam thì phải sửa vào rồi anh em ạ. Đó, ngon lành rồi đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái này anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cầm thêm sợi chỉ đi này. Đó, thì chúng ta phải xây lắp cái mái lại anh em ạ. Thì là cái mái ấy, nó đơn giản này anh em nhá. Từ từ, tôi dùng nước qua lên đã. Ok, xong rồi anh em dùng sợi chỉ này. Đấy, xây nó vào này. Ok chưa? Nó khá là giống với ngôi nhà con cá heo của tôi đấy. Xong rồi anh em đặt thảm cam vào đây. Đó, ngon ngay các em ạ. Đấy, rồi. Ok các em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tới cái phần bên trong anh em nhé. Thì phần bên trong ấy, trước tiên thì chúng ta cứ lo tới cái sàn nhà đã anh em ạ. Đấy, đầu tiên là tôi phá hết các cái cục đất này đi đã. Thực ra các cục này là cục khuẩn ti thể anh em nhé, không phải là các cái cục đất bình thường đâu anh em ạ. Rồi ok các em ơi, xong rồi đấy à, từ từ đá đã chứ, quên mất. Đây, à đấy, ok rồi, ngon lành rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái sàn này anh em nhé. Chúng ta sẽ dùng các cục len trắng để làm sàn nhà anh em ạ. Đấy, thì mình cứ xây như vậy thôi anh em ạ. Ok các em ạ, thực ra là sau khi mà tới cái phần này thì là tôi hơi bị nhầm anh em ạ. Rồi, sau khi mà tới cái phần đầu con cáo rồi ấy, là bây giờ là anh em sẽ xây theo kiểu bàn cờ vua anh em nhé. Đây này. Đó. Rồi anh em, đó. Thì thực ra là anh em chỉ cần xây đan xen giữa cái len màu trắng và cái len màu cam là được. Khá là đơn giản và khá là đẹp đúng không? Đó. Nhưng mà thực ra là nó bị thiếu đi một cục ở đây đúng không? Thì là chúng ta sẽ dùng đèn anh em nhé. Chúng ta sẽ để mấy cục đèn biển vào đấy. Đó, đẹp lắm anh em ạ. Để từ từ tôi phá mấy cục cái đi đã. Đấy. Các cái chỗ này là chốc nữa là chúng ta đặt đèn biển vào anh em nhé. Ok, thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài và tôi mang cái đèn biển vào anh em ạ. Ok anh em, thì bây giờ đơn giản đấy. Mình đặt cái đèn biển này, sau đó là mình cứ đặt một cái thảm cam lên là được. Đó. Đấy, ngon ở đây anh em. Đó, thì còn thừa hai cái đèn đúng không? Thừa hai cái gì? Đặt lên trên này đấy. Đó, quá là đẹp rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ xây tới cái phần bên trong cái đầu cáo anh em nhé. Từ từ để tôi ra ngoài tôi mang thêm đồ vào đã anh em ạ. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng tới 5 cái cầu thang thạch anh mịn anh em nhé. Và chúng ta đã xây cái này. Xây nó về bên phải á. À không, xây nó về bên trái chứ. Rồi, đây này. Chúng ta sẽ xây nó ra cái bàn như vậy. Ok chưa? Xong bây giờ thì chúng ta sẽ đặt cái chuông ra anh em ạ. Chuông. Đây. Đặt nó vào đây. Đấy. Ok. Xong bây giờ ấy là chúng ta sẽ đặt tới 4 cái cửa sập sắt anh em nhé. Thì chúng ta sẽ đặt cái này này. Đặt hai cái ở đây. Ở đây này. Ở đây này. Ok chưa? Và hai cái ở đây. Đó. Xong bây giờ ấy chúng ta sẽ đặt tới cái thùng anh em ạ. Chúng ta sẽ đặt 4 cái thùng anh em ạ. 1, 2, 3, 4. Đó. Và 4 cái còn lại ấy, là mình đặt bên này anh em ạ. Đó. Quá đẹp anh em ạ. Ok nhá. Xong bây giờ ấy thì là mình sẽ đặt tới cái khung cửi ấy, anh em nhá. Khung cửi là mình đặt ở đây này. Đây này. Đó. Ok anh em ạ, thì là cái phần này nó khá là hay này. Bây giờ là anh em sẽ làm các cái lá cờ bằng cái khung cửi anh em nhé. Đầu tiên ấy là chúng ta đặt cái cờ cam vào này. Ok chưa? Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái bột nhuộm trắng. Đấy. Chúng ta sẽ chọn cái rào này. Đây anh em nhá. Đây là cái vạch sọc trắng nhỏ anh em nhá. Ok chưa? Mình sẽ làm hai cái cờ này. Đó. Và hai cái cờ này là chúng ta sẽ để nó ở vị trí này anh em ạ. Đây. Và đây. Đấy. Tiếp nhá. Chúng ta sẽ làm thêm hai cái cờ nữa. Chúng ta cũng bắt đầu bằng bột nhuộm trắng anh em ạ. Và chúng ta cũng vẫn dùng cái vạch dọc trắng nhỏ. Ok chưa? Hai cái luôn. Được chưa? Một cái còn lại ấy, thì cứ để kệ nó. Rồi. Ok anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý hai cái lá cờ này trước đã anh em ạ. Đó. Cột lại với nhau. Ok chưa? Đặt vào đây. Xong dùng bột nhuộm cam anh em nhá. Chúng ta sẽ chọn cái này này. Chúng ta chọn nào? Ok thì chúng ta sẽ chọn này này. Ôi chết cha tôi rồi anh em ạ. Chết cha tôi rồi. Hình như là tôi làm nhầm rồi sao ấy. Đúng không nhở? Tôi không biết có phải là tôi làm nhầm rồi không. Hình như tôi làm nhầm rồi anh em ạ. Ok anh em ạ. Để từ từ tôi về nhà và tôi sửa lại nó đã anh em ạ. Ôi đây này. Tôi biết mà. Thì nếu mà theo tôi nhớ là hồi trước thì tôi có để sắt vào đây anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái vạc anh em ạ. À, bởi vì là chúng ta muốn rửa cái cờ ấy thì là chúng ta phải có cái vạc. Ôi, có đẹp không anh em? Quá đẹp anh em ạ. Quá xinh anh em ạ. Ok nhá. Thì bây giờ ấy thì chúng ta sẽ xử lý cái vạc cái này anh em ạ. Cái vạc vào đây. Ok chưa? Xong rồi mình dùng cái xô nước. Xong rồi đó là mình đổ nước vào trong cái vạc là được anh em ạ. Đó, ok chưa? Xong bây giờ ấy là mình sẽ cầm cái cờ ra tay. Mình chuột phải vào cái này. Mình làm như vậy là mình đã rửa được cái cờ đấy anh em. Đó, quá đẹp. Rồi, bây giờ thì tôi đã nhuộm lại thôi. Đấy, đầu tiên ấy cũng là bột nhuộm trắng. Nhưng mà mình chọn cái này cơ anh em ạ. Rồi, sau khi là mình xong cái này rồi ấy là bây giờ là mình sẽ dùng đến cái bột nhuộm màu cam. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chọn cái sọc cái này. Đấy. Bây giờ tôi nhớ đúng rồi nên là anh em cứ yên tâm nhá. Xong con đó ấy, chúng ta sẽ chọn tới cái này. Một nửa cái này. À không nhầm. Chúng ta chọn tới cái sọc ở giữa. Ok chưa? Đấy. Hai cái sọc ở giữa. Ok chưa? Đây. Xong rồi chúng ta sẽ chọn tới cái viền bên ngoài. Đấy. Ok chưa? Xong rồi ấy, chúng ta sẽ chọn tới cái này. Đó. Đấy. Xong bây giờ ấy là chúng ta sẽ tách nó ra anh em nhá. Một cái ấy, là mình chọn một nửa bên này. Ok chưa? Và một cái ấy, là mình chọn một nửa bên này anh em ạ. Được chưa? Thế là chúng ta đã xong rồi đấy anh em. Xong mình đặt thôi. Đó. Đẹp không anh em? Đó, thực ra trong cái này nó khá là giống với một cái tủ đây anh em nhỉ. Đó, nó khá là đẹp đây các em. Đấy, xong rồi nhá. Ok anh em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái giường ra anh em nhá. Đây, đó, có hai cái giường. Đấy, mình đặt như vậy anh em ạ. Quá là đẹp luôn. Ok anh em, thì tôi đã làm thêm khá là nhiều giáp da đây. Đó, thì cái giáp da này ấy, hay là mình nhuộm được nó anh em nhá. Tôi sẽ nhuộm nó qua màu cam. Đầu tiên là tôi đặt cái giá để giáp đã. Đấy. Ok, thì bây giờ để mà nhuộm được các cái giáp ấy đơn giản lắm. Là anh em cho cái giáp vào đây này. Xong cho cái màu nhuộm vào. Đó. Xong rồi tôi cứ làm vậy thôi anh em ạ. Ok anh em ạ. À, xong rồi đấy. Bây giờ ấy là mình treo nó lên. Mình treo nó màu cam thế này cho nó hợp anh em nhỉ. Đấy. Quá đẹp anh em ạ. Quá đẹp. Xong bây giờ ấy chúng ta sẽ dùng tới các cái thảm cam anh em nhá. Thì chúng ta đặt hai cái vào đây này. Ok chưa? Xong đặt thêm hai cái ở bên trên này anh em ạ. Đặt ở bên trên cái thùng đấy. Đó. Đẹp ngay anh em ạ. Xong đặt nốt cái cuối cùng ở bên trên cái khung cửi. Đó. Ok. Ngon rồi đấy. Ok nghe mày, thực ra thì còn có một chút nữa là xong rồi đấy. Ok thì bây giờ mình đặt cái bàn vẽ bản đồ vào đây các bạn. Vào đây này. Đó. Xong rồi đó là mình sẽ đặt cái đe. Cái đe là mình sẽ đặt vào đây. Ok chưa? Xong rồi đó là mình sẽ đặt cái lò nung ở đây nhá. Xong rồi tới cái lò luyện kim. Đấy. Xong rồi tới cái bàn rèn. Đấy, cái bàn rèn thì vào đó. Xong rồi tới cái dàn pha thuốc. Đó. Xong bây giờ là mình sẽ dùng tới cái chậu hoa ấy các bạn. Chậu hoa thì mình sẽ để bên cạnh giường đi cho đẹp nhỉ. Đây đi. Đó. Xong rồi tôi sẽ cắm cái bông hoa này vào. Rồi. Đấy. Ngon ngay các bạn, mình xong cái phòng rồi đấy. Ok thì bây giờ tôi sẽ treo thêm một vài cái tranh thôi các bạn. Đây thì đơn giản là cái tranh thì mình treo cái này các bạn. Đó. Đấy. Tranh đẹp ngay các bạn. Rồi mình treo thêm một cái vào đây. Yeah. Đây. Đó. Mình xây chắn nó lại các bạn. Xong treo. Đấy. Ngon đấy đây anh em. Đẹp rồi đấy. Xong rồi mình sẽ treo thêm một cái tranh nữa. Đây này. Đấy. Thôi. Đây đi. Đấy. Đẹp rồi. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ treo thêm một cái tranh nữa. Xong một cái tranh nữa ở đâu nhỉ? Ở đây đi. Ấy chả dài thế, cao quá. Ở đấy, ui đẹp quá anh em ạ. Quá đẹp. Đây đi. Ok anh em ạ, thì nếu mà theo tôi thấy là vậy là ok rồi đấy nhỉ. Ngon rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xây tới cái tổ ong anh em nhá. Ok anh em, thì là trong hai cái tổ ong nhân tạo ấy là có 3 em ong đấy. Vừa nãy là tôi bắt bọn nó vào luôn anh em ạ. Bởi vì nhà tôi có nhiều ong lắm. Đây, thì chúng ta sẽ xây tổ ong ở đây anh em nhá. Ok thì chúng ta phải phá cục đá đi này. Đó. Xong rồi chúng ta đặt một cục len trắng vào là được anh em ạ. Đấy. Xong rồi đặt tổ ong ra nào. Đấy. Mình đặt ra là phải cẩn thận chứ không là ong nó đốt mình đây các bạn, sợ lắm. Đừng ong nhá. Ui dồi ôi. Rồi. Tốt nhất là mình cứ né né mấy em ra anh em ạ. Sợ lắm. Xong rồi mình đặt cái nút vào đây anh em ạ. Đó. Đặt để trang trí rồi. Xong rồi đặt cái chậu hoa. Đó. Xong đặt cái hoa vào. Đó. Ok anh em, thế nó cũng gọi là mình có thể xong cái nhà rồi đấy. Ui chết mẹ. Nó có một con nó bay ra ngoài rồi anh em ơi. Chết cha rồi. Chả may tôi để dụ một em ra ngoài rồi. Để từ từ tôi vào tôi cầm hoa ra. Ông. Nào. Ngoan nào. Thôi đi về với anh. Ngoan lắm. Đi vào đây em. Con ong láo quá anh em ạ. Con ong này nó dám tranh thủ chứ. Nào ong ơi. Ong ơi. Ong ơi. Úi dồi ôi. Cẩn thận chứ không là hai con này nó bay ra ngoài mất đấy anh em ạ. Sợ quá. Ong ơi. Đúng rồi. Từ từ anh em ạ. Tôi đủ nó vào, sau đó thì tôi nhốt nó vào đã. Ok. Xong bây giờ tôi sẽ phá cửa ra. Nào. Không biết là con ong kia đâu rồi. Ơ ong ơi. Đây là em. Đây là em. Đây là em ong. Đúng rồi. Ngoan em ơi. Chào anh nào em. Đi vào đây em. Đi vào đây em, đúng rồi. Ơi ơi ơi. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Hoa này ông ơi. Hay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi vào đây em. Đây em. Đây em, đúng rồi. Đấy. Khôn anh em ạ, phải khôn. Ô. Không hiểu sao mà con ong nó nhanh quá anh em ạ. Nhanh quá. Thế bây giờ sao ta? Ui, thành công rồi anh em ạ. Thành công rồi. Rồi. Đấy, thì em vào nhà đi em ạ. Thật sự là con ong này đứng ở đây nên là tôi không dám mở cửa ra luôn anh em ạ. Thôi, thôi tôi cho anh em được nhìn căn nhà bằng cái đường này vậy. Đó, đẹp không anh em? Đó. Từ tôi đi ngủ cái đã anh em ạ. Ok anh em, thế là tôi đã chính thức xong cái căn nhà hình bé cáo sơ rồi đấy anh em. Quá là đẹp anh em ạ. Ok, thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.